Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bí mật gia truyền thứ 22: chữa bụng đầy hơi, da vàng, mắt vàng, tiểu tiện khó, đại tiện táo. Bài thuốc này được ghi là nhân trần thang ẩm, dưới dạng thư nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 114 của Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân, chữa kinh túc thái âm tỳ, tỳ là la lách ấy, bị bệnh bụng đầy, toàn cơ thể và mắt đều vàng, tiểu tiện khó, đại tiện táo, thường khát nước hoặc có ra mồ hôi thì ở trên đầu xuống đến cổ thôi. Mạch trầm nên dùng thang này gồm nhân trần, đại hoàng, sơn chi tử, hoàng cầm, hậu phát, chỉ thập, cam thảo. Các vị trên thêm gừng 3 lát, nước 2 chén. Chỉ pháp là thêm đăng tâm 1 nắm, sắc uống ấm. Đại tiện tự điều hóa thì bỏ đại hoàng hậu phát, ra thêm đại phúc bì để thông. Bài thơ về thuốc nhân trần thang ẩm như sau: túc thái âm tỳ cảm tà thương, bụng đầy mình mắt phát vàng, tiểu tiện không lợi, đại trường thực kiên, tức là rất táo bón, đầu hãn đáo cảnh nhi hoàn, mồ hôi chỉ ra từ cổ lên đến đầu thôi, mạch lai trầm trọng, khát phiền đôi khi, vừa khát nước vừa buồn phiền. Đó. Nhân trần liền có sơn chi, đại hoàng chỉ thực cũng thì khá thông, hoàng cầm cam thảo hợp dùng, sinh khương thanh thủy hợp cùng sắc qua, trì pháp đăng tâm lại ra, tiểu tiện thanh lợi, thực là thuốc yêu. Tiểu tiện thanh lợi là tiểu tiện ở trong và thông lợi được. Dù thấy đại tiện tự điều, tự điều hòa, đại hoàng hậu pháp cũng đều bỏ đi, lại ra lấy đại phúc bì, thuốc lành uống được đương khi thấy hào, tiểu tiện dù thấy chưa nhiều, ra thêm hoàng bá, thuốc yêu lạ thường.
Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.